tiết lộ cách kiếm nhiều tiền hơn từ những người giàu có. Bạn đang gặp những cái khó khăn ở trong việc kiếm tiền, rồi trong cuộc sống bạn gặp rất là nhiều những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Nhiều khi hai vợ chồng cuộc sống cứ lục đục, tranh cãi. Nhiều khi bạn cảm thấy stress, nhiều khi vợ của bạn cảm thấy rằng bạn không xứng đáng. Rồi nhiều lúc là bạn đi ra đường, và nếu như bạn đang là nam thì bạn đi ra đường và bạn gặp một cái tình huống có thể là chỉ là một sự cố va chạm nhẹ. Và lúc đấy bạn mong muốn rằng, ồ tại sao mình lại không có một chiếc ô tô để có thể đưa cả gia đình đi được một cách đàng hoàng. Và khi bạn đang là nữ thì nhiều khi bạn lại hay so sánh chồng mình với người khác, bởi sau một thời gian dài nỗ lực và cố gắng, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy những người khác, những người đàn ông khác họ kiếm được rất là nhiều tiền, thì bạn lại bắt đầu đến cái việc so sánh. Vậy thì làm cách nào để chúng ta biết được cái cách mà kiếm được nhiều tiền hơn từ những người giàu có? Làm sao để chúng ta có thể trong bất kỳ những cái hoàn cảnh nào chúng ta đều cảm thấy rằng có một cuộc sống được thoải mái, được bình yên, được bình an và tràn đầy yêu thương. Và có những việc bạn làm hàng ngày cũng rất là tốt và đóng góp cho xã hội. Ví dụ như bạn dắt những em nhỏ sang đường và dắt những cụ già sang đường thì điều đó không cần tiền. Nhưng nếu bạn muốn làm những cái việc lớn lao hơn, như là xây một cây cầu để bắc qua những khu vực mà các em nhỏ phải dùng túi ni lông hoặc là bám vào dây để có thể qua sông và đi học, thì bạn cần phải nhiều tiền hơn. Và có rất là nhiều trường hợp mà chỉ một từ khóa có thể giải quyết được tất cả mọi việc. Bố mẹ bạn đang nằm trong viện, chỉ cần có nhiều tiền hơn. Bạn bè của bạn đang đi gọi bạn để tham gia vào các sự kiện, chỉ cần có nhiều tiền hơn. Vợ của bạn đang có những cái bức xúc trong gia đình, chỉ cần có nhiều tiền hơn. Em của bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần có nhiều tiền hơn. Và tất nhiên rồi, tôi cho rằng đến 90% những cái việc mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống, nếu như bạn chưa có nhiều tiền thì nhiều tiền hơn chính là cách để giải quyết được tất cả những điều này. Hãy nhớ, nếu ngày hôm nay bạn đang còn gặp stress, nếu ngày hôm nay bạn đang còn gặp những khó khăn, nếu ngày hôm nay vợ chồng của bạn đang còn những điều chưa hạnh phúc mà bạn chưa có nhiều tiền, thì chắc chắn lý do đó là bạn phải có nhiều tiền hơn. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn các cái cách để chúng ta có thể có nhiều tiền hơn, bí mật từ những người giàu có. Số 1, đó là bạn cần phải tham gia vào môi trường mà có nhiều người giàu có hơn. Jim Jones có câu nói rằng nếu bạn đang làm bạn với 5 người bạn thì bạn sẽ là người thứ 6. Nếu bạn đang chơi với 5 người giàu có thì bạn sẽ là người giàu có thứ 6. Nếu ngày hôm nay bạn vẫn đang ở trong cái môi trường hiện tại, bạn đang vẫn chơi với những người khó khăn, bạn đang chơi với những người mà thường xuyên chỉ làm công ăn lương, bạn đang chơi với những người chỉ có làm nỗ lực cố gắng hơn mỗi ngày để tích cóp và mang tiền về nhà, bạn đang chơi với những người mà uống chè chén, nói chuyện rồi chém gió, rồi làm tất cả những cái việc mà không nói gì đến cái việc kiếm tiền, không nói gì đến cái việc mà có thể tạo ra tiền, cứ ngồi nói hết cái chuyện này đến chuyện kia. Và nếu như bạn đang ở trong những môi trường này thì lời khuyên của tôi là đó, bạn phải thay đổi ngay cái điều này, bạn mới có thể có nhiều tiền hơn được. Và việc của bạn đó là hãy tham gia vào những cái khóa học, bạn hãy đến những cái nơi mà có nhiều người giàu có, bạn hãy tìm những người thành công để học hỏi họ. Và khi mà bạn bắt đầu học hỏi được những kiến thức và bạn đầu tư được cho bản thân mình thông qua sự học hỏi liên tục không ngừng, thông qua việc bạn biết được những kiến thức và thông qua được những cái trải nghiệm và thông qua việc bạn đã tham gia vào những cái môi trường đó, thì từ đó bạn mới có thể thay đổi được cách mà bạn kiếm tiền. Bởi đầu tiên tiền của bạn phải có ở trong đầu thì mới có ở trên tay, có ở trong đầu thì mới có ở trên tay. Nếu bạn chưa có những cái suy nghĩ về việc thay đổi cái cách để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì chắc chắn rằng bạn đã biết được trước tương lai của mình. 5 năm nữa, 10 năm nữa, bạn sẽ vẫn giống như của ngày hôm nay và luôn luôn không có điều gì thay đổi. Lời khuyên của tôi là bạn hãy chọn một môi trường sống, chọn một nhóm bạn tốt và chọn một cộng đồng tuyệt vời để tham gia. Hãy tham gia để bạn có thể học hỏi được nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng là người giàu thì thường họ làm những cái điều đi ngược lại với người nghèo, và người nghèo họ thường lẫn vào đám đông và người giàu thì họ thường làm ngược lại. Tôi lấy ví dụ như trong những cái sự kiện như các ngày lễ, tới đây sẽ đến là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ có rất nhiều các khu du lịch đi nghỉ, và họ rất rất nhiều những người họ đã đi và tham gia vào các sự kiện này. Thì chúng ta thấy rằng là gì, khi mà nó quá đông như vậy, những cái bàn ăn, những cái quán ăn và những cái khách sạn vừa xong tốt khách hàng này lại đến khách hàng khác, vậy thì họ phải phục vụ một cách liên tục như vậy thì làm sao có thể tạo ra được cái dịch vụ tốt cho bạn được. Cho nên nếu như họ là những người giàu thì họ sẽ lựa chọn đi nghỉ vào cái thời điểm mà không phải ngày nghỉ lễ để họ được hưởng cái dịch vụ tuyệt vời hơn.
Người giàu họ luôn làm khác với những điều của người nghèo. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, bạn hãy lựa chọn vào một cái cộng đồng, vào một nơi. Bạn có thể thay đổi cái nơi mà bạn đang sống và làm việc. Hãy cho mình những thử thách và mạo hiểm hơn. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn đang ở những vùng cao, bạn có thể đến những cái nơi như các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ là nơi để chúng ta phát triển kinh tế và đầu tàu của kinh tế của cả nước. Còn ở tại thành phố Hà Nội thì sẽ rất là mạnh về các mối quan hệ, về các cái hoạt động chính trị và các hoạt động văn hóa. Bạn có thể lựa chọn cho mình đi các cái nơi khác nhau để tìm hiểu được văn hóa, tìm hiểu được cái sự phát triển và biết được ở xung quanh chúng ta đang có những cái điều gì. Điều thứ hai đó là bạn hãy bán những cái sản phẩm có giá trị lớn, có số lượng lớn hoặc cả hai. Tôi lấy ví dụ cho tình huống có số lượng lớn. Hiện nay nếu bạn đang làm công ăn lương thì bạn chỉ bán được một thứ, đó là bạn bán công của bạn. Một công của bạn và một tháng 26 ngày công, bạn được trả lương khoảng 10 triệu đồng. Và bạn không có thể bán cái công này cho bạn nhiều hơn, chẳng có cách nào để bạn bán được nhiều hơn cả. Bởi vì đây chính là những cách mà bạn đang làm. Nếu như bạn đang làm những điều như vậy thì chắc hẳn rằng là bạn sẽ không có cách để thay đổi. Tôi lấy ví dụ như một người họ làm về chuỗi về cà phê nhượng quyền, họ làm chuỗi về đồ ăn, họ làm các cái sản phẩm mà kinh doanh theo mô hình chuỗi. Thì khi mà họ có cả đến là 100 đến 200 chuỗi cơ sở thì họ marketing vào trong một cái chuỗi đó, một cái thông điệp đó, một cái thương hiệu đó thì lập tức là cả 200 cái chuỗi này. Và mỗi một chuỗi giả sử như là gì, mỗi một chuỗi đó có 100 khách thì trong 200 chuỗi đó thì họ đã có 20.000 khách và việc của họ là đã phục vụ được cho 20.000 khách hàng trong cùng một thời điểm. Và đây chính là bí quyết để họ có nhiều tiền hơn. Có nghĩa là gì? Bạn phải lựa chọn ra một cái sản phẩm có số lượng lớn. Bạn phải làm sao để bán những cái sản phẩm có số lượng lớn. Hay là những cái trường hợp còn lại thì chúng ta thấy rằng là gì? Đối với việc mà kinh doanh bất động sản thì chúng ta phải chọn những sản phẩm có giá trị lớn. Ví dụ như bạn đang đi bán những cái căn nhà như là 2 tỷ, 3 tỷ chung cư thì rất là khó bán và cái người mua của đối tượng này thì rất là khó tính và họ cứ lựa chọn và nhận như là gì? Họ phải gặp ít nhất là 5 lần thì mới chốt được. Thế còn nếu như bạn đang phục vụ vào đối tượng khách hàng cao cấp như là bạn bán các biệt thự như 20 tỷ, 30 tỷ, 60 tỷ, 100 tỷ thì chỉ cần là bạn bán được một sản phẩm thôi trong một tháng thì đã bằng họ làm cả tháng rất là nhiều lần rồi. Và đặc biệt hơn nữa là đối với đối tượng mà người ta có những cái tiền lên đến là mấy chục tỷ thì không phải họ chỉ đầu tư vào cái này mà họ còn đầu tư vào rất nhiều cái khác. Và việc của họ thì phục vụ họ sẽ trở nên vô cùng là dễ dàng hơn so với những người mà gì chúng ta phải đi phục vụ nhiều hơn. Và cái đối tượng kia thì rất là khó tính để có thể lựa chọn được một sản phẩm ưng ý. Và lời khuyên thứ ba để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những người giàu, đó là bạn cần phải có tầm nhìn lớn và bắt đầu bằng những bước nhỏ và thiết thực. Sẽ không có bất kỳ điều gì để mà bạn không hành động. Tất cả mọi người đều đi học giống như nhau, tất cả mọi người đều học một cái nghề giống như nhau, tất cả mọi người đều cùng ở một môi trường giống như nhau, tất cả mọi người đều bắt đầu xuất phát giống như nhau, nhưng tại sao họ lại về đích? Tại sao họ lại trở thành những người giàu có thì chỉ khác nhau duy nhất thôi, đó là vẫn tiếp tục tiến lên, họ vẫn tiếp tục tiến lên, họ vẫn tiếp tục tiến lên. Bởi vì họ đã không dừng lại. Còn những người kia thì họ đã sao? Họ đã thấy nản và bỏ cuộc. Đó là những người mà khi họ gặp, họ làm cái này, rồi họ chuyển sang cái này, họ làm cái này, rồi lại chuyển sang cái này. Và họ cứ làm như vậy và rồi họ sẽ không định hình được rằng là họ phải làm cái gì. Và từ đó thì họ đã bị mất hoàn toàn thời gian vào những cái sự xoay chuyển, những cái sự thay đổi đó và họ đã bỏ cuộc. Còn người giàu thì họ đã bất chấp những cái khó khăn và họ tiến lên. Có một số người thì họ lại còn gì ạ? Hay là gì? Mê tín. Ví dụ họ đi xem rằng năm nay là năm sao Thái Bạch nên là thầy bảo là không làm được đâu. Nếu bạn không làm đúng không ạ? Thì bạn làm gì có kết quả gì? Nhưng mà bạn vẫn phải làm. Mà khi bạn làm thì bạn bảo rằng là năm nay sao Thái Bạch nên là làm từ từ thôi. Thế là run là không làm và làm cái gì thì cũng cầm chừng. Và từ đó thì sao ạ? Từ đó thì bạn đã không có những cái kết quả gì. Thì lời khuyên của tôi ở cái bước thứ ba này và được từ những cái cuốn sách của những tỷ phú, đó là chúng ta cần phải có tầm nhìn lớn và sau đó thì bắt đầu bằng những bước nhỏ và thiết thực. Và đương nhiên rồi, kiên trì cho đến khi thành công sẽ là bí quyết để bạn có thể tiết kiệm thực thời gian và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy tổng kết lại trong video ngày hôm nay, đó là ba vấn đề. Một, đó là bạn cần phải thay đổi cái môi trường sống của bạn. Và thứ hai, đó là bạn cần phải bán những cái sản phẩm có số lượng lớn, có giá trị lớn hoặc là cả hai. Và thứ ba, đó là bạn cần phải có tầm nhìn lớn và sau đó thì bắt đầu bằng những bước nhỏ và thiết thực. Tôi chúc cho bạn sẽ có những cái lựa chọn để có những sự mạo hiểm và thú vị hơn trong con đường phát triển công việc của mình, phát triển sự nghiệp của mình và phát triển bản thân của mình và có thể lựa chọn cho mình những mô hình kinh doanh để phát triển và thành công. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe, đăng ký vào kênh, ấn nút chuông để ngay khi tôi phát video mới nhất, bạn sẽ người đầu tiên nhận những thông tin hữu ích. Trần Duy Hình, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ đăng ký kênh ngày hôm nay, bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận được video hữu ích mới nhất vào ngày mai.